Rồi tiếp theo nó sẽ bị một cái hiện tượng nữa là chúng ta muốn quét cái mã để mà xem trên điện thoại thì nó đang bị dính tài khoản. Đây, bây giờ mình sẽ dùng cái máy để mình quét. Dùng cái app HitConnect nè. Rồi bấm quét, quét mã QR. Đấy, thì chúng ta thấy là nó đang bị thêm bởi một cái tài khoản có cái đuôi là Gmail nè. Có thể hủy kết nó cứ bị đi luôn. Nhập cái mật khẩu cái login này vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái mã xác thực nha. Rồi, khi mà bị như vậy thì chúng ta nè, muốn dùng cái phần mềm Hit nha. Ở đây mình sẽ dùng Hit Pactual nè. Phải là cái tài khoản này ai cũng có để mà sử dụng đâu. Rồi chúng ta sẽ mở cái app Hit Pactual lên. Sau đó bấm vào cái hình biểu tượng có cái mặt người chat ở đây nha. Tích vào. Tạo yêu cầu hỗ trợ. Sau đó chúng ta bấm vào trường hợp mới. Chọn là hủy liên kết thiết bị trong mạng LAN nha. Chúng ta đang kết nối cùng mạng nè. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái video hướng dẫn luôn. Mà bà còn không biết thì có thể tham khảo ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm tạo vụ việc ngay. Đây, nó phát hiện cái đầu ghi trong mạng của mình đây. Tích vào. Đây, đã chọn được số series thiết bị. Bây giờ mình sẽ chụp hình cái mã vạch ở trên đầu ghi á, bấm vào cộng, chọn camera. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ chụp cái mã này nha. Rồi chúng ta tải cái mã này lên, rồi tích vào cái ô là bằng cách yêu cầu hủy liên kết nè, xác nhận. Rồi như vậy giờ chúng ta đã trình báo cái việc này thành công. Sẽ quay lại chỗ xem nha. Rồi, tới đây chúng ta chỉ đợi phản hồi của từ bên hãng là xong. Đây, họ có yêu cầu đánh giá nè, và ngay lập tức mình đó nhận được một cái email rất là nhanh nha. Còn thấy đấy, có một cái email gửi nè, đã hủy thiết bị này nha. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái app Hit Pactual lại. Sẽ ra ngoài cái mục ở Data Tool ở đây. Hoàn tất lại nè. Chọn cái đầu ghi này và bấm OK. Đấy, con thấy như vậy là mình đã có thể ngắt được tài khoản kết nối rồi nha. Này, có thông báo ở đây luôn nè. Thông báo về hỗ trợ trực tuyến đã được ấy rất là nhanh nha. Vừa bấm một cái nhưng nói chuyện hai ba câu là nó đã xong rồi. Sau đó mình sẽ hoàn tất luôn. Rồi bây giờ cái đầu ghi này mình đã có thể quản lý được rồi.